Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong phần tin ngay sau đây. Iran duy trì mối quan hệ có qua có lại với Nga nhằm củng cố vị thế của Tehran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Iran tuyên bố đã gửi cho Nga 400 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và sẽ tiếp tục cung cấp thêm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế đưa tin Iran trong thời gian gần đây đã gửi cho Nga 400 tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao. Một bài viết trên tờ The Telegraph cho biết các tên lửa đất đối đất đã được Iran gửi cho Nga gồm nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn PAT-110 có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa 300 đến 700 km. Trong khi đó, một số nguồn tin nói rằng Iran bắt đầu chuyển tên lửa cho Nga vào đầu tháng 1 sau khi hai nước chốt được một thỏa thuận trong các cuộc họp cuối năm 2023 tại Tehran và Moscow. Giới cầm quyền theo đường lối cứng rắn của Iran đã thúc đẩy quan hệ với Nga và Trung Quốc, kỳ vọng điều này sẽ giúp Tehran chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ và chấm dứt sự cô lập chính trị. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã gặp người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ vệ binh cách mạng Iran, Amirali Hajizadeh tại Tehran vào tháng 9 năm 2023. Nhân dịp này, phía Iran đã giới thiệu với các quan chức quân sự Nga các mẫu UAV, tên lửa và hệ thống phòng không. Một nhà ngoại giao phương Tây đã xác nhận thông tin Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga trong những tuần gần đây. Ông cho hay, các nước phương Tây lo ngại việc Nga chuyển giao vũ khí có qua có lại với Iran sẽ giúp củng cố vị thế của Tehran trong bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra với Mỹ và Israel trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông kể từ tháng 10 năm 2023. Iran muốn tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với Israel có thể khiến Mỹ phải can dự. Tuy nhiên, các đồng minh thuộc trục kháng chiến của nước này bao gồm Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen liên tiếp tấn công các mục tiêu của Israel và Mỹ trong thời gian gần đây. Nhà phân tích Gregory Brew tại Tổ chức Á-Âu, một công ty tư vấn rủi ro chính trị cho rằng Nga là đồng minh tiện lợi cho Iran. Ông cho hay, mối quan hệ mang tính chất giao dịch, bằng việc trao đổi UAV, Iran mong đợi hợp tác an ninh nhiều hơn và có được các vũ khí tiên tiến, đặc biệt là máy bay chiến đấu hiện đại từ Nga. Trước đó vào mùa thu năm 2023, Ukraine và các nước phương Tây cáo buộc Nga sử dụng UAV do Iran sản xuất để thực hiện các cuộc tấn công ở Ukraine. Tuy nhiên, Iran đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. Ngoại trưởng Iran Emir Abdollahian cho rằng, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine vào tuần trước, chúng tôi nhất trí rằng nếu có bằng chứng về việc Nga sử dụng UAV của Iran, ông ấy sẽ cung cấp nó cho chúng tôi. Ngoại trưởng Iran cho biết thêm, nếu phía Ukraine giữ lời hứa, chúng tôi có thể thảo luận về vấn đề này trong những ngày tới và chúng tôi sẽ xem xét các bằng chứng của họ. Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian cũng bác bỏ cáo buộc rằng Tehran cung cấp tên lửa cho Nga. Ông gọi những cáo buộc này là hoàn toàn sai sự thật. Ngày 5 tháng 11 năm 2023, Iran lần đầu tiên thừa nhận nước này đã gửi máy bay không người lái UAV cho Nga, nhưng khẳng định việc cung cấp đã diễn ra từ trước lúc chiến sự Ukraine nổ ra vào hồi tháng 2. Hãng tin IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran ngày 5 tháng 11 cho rằng chúng tôi đã cung cấp cho Nga một số lượng UAV hạn chế từ vài tháng trước khi cuộc chiến bắt đầu ở Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố nền công nghiệp quốc phòng của nước này có khả năng cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow đã tăng cường năng lực sản xuất trong nhiều tháng qua và ghi nhận số lượng vũ khí tăng vọt. Họ đang có ưu thế lớn trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga dường như muốn bổ sung kho tên lửa của mình vào thời điểm mà viện trợ phương Tây nhỏ giọt khiến cho Ukraine thiếu đạn dược nghiêm trọng. Trước đó, Ukraine nhiều lần đề nghị Iran ngừng chuyển UAV tự sát Shahed-136 cho Nga. Ukraine và phương Tây nghi ngờ Nga mua Shahed về, sơn lại thành UAV Gerald để thực hiện các cuộc tấn công. Một quân chức quân sự giấu tên của Iran tiết lộ đã có ít nhất 4 lần nước này giao tên lửa tới Nga và sẽ có thêm nhiều đợt hơn nữa trong những tuần tới. Một số tên lửa được vận chuyển bằng máy bay, trong khi một số được vận chuyển bằng tàu đi qua biển Caspi. Quan chức Iran cho biết, sẽ có nhiều đợt giao hàng hơn, không có lý do gì để che giấu. Chúng tôi được phép xuất khẩu vũ khí tới bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi muốn. Theo một nguồn tin khác xác nhận, gần đây Nga đã nhận được một số lượng lớn tên lửa từ Iran, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Bộ Quốc phòng Iran và Vệ binh Cách mạng Iran từ chối bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa có phản hồi.
Những lệnh cấm do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với việc xuất khẩu tên lửa, máy bay không người lái và công nghệ quân sự khác của Iran đã hết hạn vào tháng 10 năm 2023. Nhưng Mỹ và Liên minh châu Âu EU vẫn duy trì các lệnh trừng phạt chương trình tên lửa đạn đạo của Iran với lý do lo ngại Iran xuất khẩu vũ khí cho các lực lượng thân Iran ở Trung Đông và sang Nga. Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, Mỹ đã bày tỏ lo ngại. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cảnh báo rằng Nga sắp mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran, cũng như tên lửa có nguồn gốc từ Triều Tiên. Một quan chức Mỹ cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đang vận chuyển vũ khí, nhưng có bằng chứng cho thấy các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực. Hợp tác quốc phòng giữa Iran và Nga đã tăng cường đáng kể từ sau khi Ukraine thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã gặp tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ thuộc vệ binh cách mạng Iran, ông Amirali Hajizadeh tại Tehran vào tháng 9 năm 2023. Ông đã xem các máy bay không người lái, tên lửa và hệ thống phòng không mà Iran trưng bày. Vào tháng 1, theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi sẽ sớm ký một hiệp ước hợp tác mới sâu rộng sau cuộc hội đàm tại Moscow vào tháng 12 năm 2023. Một trong những nguồn tin của Iran cho biết, các chuyến hàng đã bắt đầu được giao vào đầu tháng 1 năm 2024 sau khi thỏa thuận được hoàn tất. Một quan chức quân sự của Iran bình luận, quan hệ đối tác quân sự với Nga đã cho thế giới thấy khả năng phòng thủ của Iran. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Trong khi đó, một nhà ngoại giao phương Tây đã xác nhận Iran vận chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga trong những tuần gần đây, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo nguồn tin này, các nước phương Tây lo ngại rằng việc Nga vận chuyển vũ khí cho Iran có thể củng cố vị thế của nước này trong cuộc xung đột có thể xảy ra với Mỹ và Israel. Hồi tháng 11 năm 2023, Iran thông báo đã hoàn tất các thỏa thuận để Nga cung cấp máy bay chiến đấu Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 và máy bay huấn luyện phi công Yak-130. Nhận định về quan hệ giữa Nga và Iran, nhà phân tích Gregory Brew tại Tổ chức Á-Âu cho biết, mối quan hệ mang tính chất giao dịch để đổi lấy máy bay không người lái. Iran mong đợi có thêm hợp tác an ninh và các vũ khí tiên tiến, đặc biệt là máy bay hiện đại. Ông Jeffrey Lewis, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey cho hay, dòng tên lửa Fateh-110 và Zonfaga của Iran là vũ khí chính xác. Ông Lewis cho biết, chúng được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao và cần gây thiệt hại chính xác. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh rằng 400 quả tên lửa có thể gây ra tổn thất đáng kể nếu chúng được sử dụng ở Ukraine. Một nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sử dụng tên lửa của Iran trong cuộc xung đột hiện nay. Một người phát ngôn của không quân Ukraine nói rằng họ chưa có thông tin chính thức về việc Nga đã mua tên lửa Fateh-110. Ông cảnh báo rằng nếu thông tin trên là có thật, thì dòng tên lửa đạn đạo này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagoronyak nói rằng Nga đang muốn bổ sung kho tên lửa của mình vào thời điểm gói viện trợ quân sự lớn của Mỹ cho Ukraine vẫn chưa được Quốc hội thông qua, khiến Kiev rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng. Ông Zagoronyak, hiện là Chủ tịch Trung tâm Chiến lược Phòng không có trụ sở tại Kiev cho biết, việc thiếu sự hỗ trợ của Mỹ đồng nghĩa với việc thiếu hụt lực lượng phòng không trên mặt đất ở Ukraine. Vì vậy, Nga muốn tích lũy một lượng lớn tên lửa và xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Philadelphia, Mỹ cho biết, việc Iran cung cấp tên lửa Fateh-100 và Zonfaga sẽ mang lại cho Nga lợi thế lớn hơn trên chiến trường. Ông Lee nhận định, chúng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự và tên lửa đạn đạo cũng khiến lực lượng phòng không Ukraine khó đánh chặn hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!